Xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình nha. Mình vẫn bên con Cawin nha. Nay mình vào trò Long Hổ anh em nha. Đây mấy câu đầu mình cứ vào Long đi anh em ạ. Hy vọng ấm. Đây ăn một củ rồi. Tuyệt vời anh em ơi. Đây anh em nào vào để xem cách mình chơi rồi mà có tích được kinh nghiệm nào thì anh em đào đào trò này thì mình để dưới phần mô tả anh em nhé. Anh em đào về xem mình chơi rồi có kiếm được đồng nào hay đồng đấy anh em ạ. Mình đánh vài trò đấy, nói chung kiếm được đây anh em ạ, chứ không nên nói đâu. Hôm ít hôm nhiều thôi, hôm ít thì vài triệu, hôm nhiều thì vài chục triệu khi trăm triệu. Mà con này thì anh em yên tâm là đấy, gần ba triệu rưỡi luôn anh này, ấm luôn. Nhưng nó đang đi cầu 1-1 anh em ạ. Long hổ long anh em để ý cột dọc đấy. Đây mình đá sang sang hổ hổ luôn anh em nhá, mong ăn ấm luôn này, ok luôn anh em này, tuyệt vời ngay, ấm lòng chiến sĩ ngay. Hôm nay mình mong gặp may thì mình đánh, còn đen thì mình ăn non thôi anh em ạ. Anh em vào chơi thì cũng thế, nếu mà cầu nó không ủng hộ anh em thì anh em áo sớm ăn vài triệu vài trăm thôi, không cần phải xuất sắc từ này đâu anh em ạ. Dễ đi đấy, anh em thấy chưa, vẫn và về là 1-1 đấy. Đây mình cứ vào long thử xem nào. À vẫn đào cầu rồi anh em này, ấm đấy. Link con này thì mình để dưới phần mô tả anh em nhá. Còn con game này thì anh em yên chí là con này uy tín luôn anh em ạ, không phải bàn, nạp rút rất là nhanh luôn. Đây vào long tiếp đi, đấy lại lụm luôn, tuyệt vời. Ba củ nữa thì phương pháp mình đánh vẫn là phương pháp đánh số nhiều thôi anh em ạ. Con nào về nhiều thì mình đập nhiều thôi, ví dụ như trên bàn cầu đang về nhiều long thì anh em vào nhiều long. Không đây anh em, đây mình đá sang đây. Nhưng mà anh em thỉnh thoảng phải đảo cầu đi nhá, đảo cầu xem nó thế nào. Đây mất rồi này, cay chưa anh em. Mất tầm hai ba cầu liên tục thì anh em nên nghỉ nhá, không nên cứ theo chúng nó. Đây mình vào long tiếp đây, 5 triệu long. Ây đi mẹ, cay chưa, có 5 củ luôn anh em này. Hòa từ một tay xem anh em nhé. Hòa vào lượm kèo 1.8 luôn. Ây da, vẫn là hổ anh em ạ. Má cay chưa. Đây mình vào tay này chốt này, ăn 5 triệu bên hổ đấy. Ăn được thì mình nghỉ, không ăn mình nghỉ luôn anh em nhé. Ui vào hòa rồi, cầu trước thì không vào hòa. Rồi video mình đến đây thôi anh em nhá. Hôm nay trước 11 triệu thôi.